Xin chào quý vị và các bạn. Như video trước Trực đã đưa cho các bạn xem, Trực lượm được 8 trái măng cụt, ngon, cực kỳ ngon. Và bây giờ Trực sẽ bẻ cho các bạn xem. Hãy xem cái măng cụt. Các bạn có thể là ăn măng cụt ở cửa hàng, siêu thị, đi đường, nhưng mà rất ít người ăn măng cụt từ trên cây mới rớt xuống. 100%. Bây giờ lột thử một trái coi xem sao. Ngon không? Wow. Và thiệt nó cưng gì đâu. Nó trắng nõn nà. Không thể nào cưỡng lại. Xin mời quý vị và các bạn nha. Chúng ta cùng thưởng thức trái măng cụt này. Trong cái lúc rảnh rỗi đang chờ đợi phu nhân của Trực, người thân yêu nhất, đem cơm ra, Trực cũng tranh thủ làm một cái video để gửi đến các bạn. Các bạn ơi, nó ngon quá. Lột đến đâu là cảm giác là nước miếng, nước mồm của mình nó chảy, nó đậm đà, các bạn không thể nào tưởng tượng được. Như một cái cánh hoa mai này. Như một cái cánh hoa mai đẹp, không thể nào cưỡng lại. Các bạn có cưỡng lại được không? Chứ Trực là không thể cưỡng được. Nó nõn nà mà nó mềm mập. Cực kỳ ngon. Nếu hè này các bạn mà có rảnh á, mà đi chơi á, theo tôi nghĩ các bạn nên đi vào những cái vườn trái cây. Vườn trái cây ví dụ như là vườn măng cụt, hay là vườn chôm chôm, vườn sầu riêng, vườn dâu, thì các bạn sẽ được tận hưởng được những cái trái ngon ngọt từ ở trên thân cây chúng ta bước xuống và chúng ta ăn được. Đó là một cái cảm giác rất thật, là một cái cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Nói thì nói cho tôi thèm lắm rồi. Xin mời quý vị và các bạn nha. Ngon không thể nào cưỡng lại được. Với cái đồ mà mình lượm đó các bạn, mình nhặt được á, nhất là những cái trái cây mình nhặt được dưới gốc á, để trên thân cây nó mới rớt xuống mình nhặt. Mình cắn vô một muối á, mình sẽ có một cái cảm giác nó đã không thể nào tưởng được. Không biết các bạn sao, cái riêng Trực là Trực thấy là cực đã, phải nói là cực đã. Các bạn cũng đừng có nói gì nha, bởi vì Trực không có phải là trong lúc chờ đợi vợ Trực mang cơm tới, nó nằm ở ngoài này rất nóng, nên Trực cởi cái áo, Trực vắt lên phía sau cho nó mát, chứ không có cái ý gì. Cho nên là các bạn đừng nghĩ là Trực khoe khoang hay là có một cái gì đó. Nói chung con người của Trực rất giản dị, rất bình thường, không thích khen hai mấy, mà cũng chẳng thích chê hai mấy, cũng không muốn soi mói chuyện của người khác, không quan tâm. Nếu người khác cần mình giúp đỡ điều gì trong khả năng của mình sẽ làm. Còn nếu mình không giúp được thì thôi, mình không có gì phải bàn tán chuyện của người ta cả. Và đây hình như là vợ của Trực đang mang cơm ra hay gì đó. Nghe bước chân từ xa xa là Trực cũng nghi. Tại nó nhẹ, nó đi nó không có mạnh. Hả? Mang cơm đây em, anh đang làm video clip mà. Anh đang làm cái clip. Hay vợ của Trực Phường mới mang cơm qua đây các bạn. Bịch cơm một buổi trưa sau khá nặng quá, nó cũng không tốt. Đây là thôi
Trực xin chào tạm biệt các bạn ở đây, và rất mong là nhận được sự ủng hộ của các bạn trong nước và ngoài nước, cũng giống như trên toàn quốc Việt Nam. Hãy ủng hộ cho kênh của Trực, chia sẻ và like thật nhiều để kênh của Trực mỗi ngày nó còn phát triển hơn. Xin tạm biệt.